Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn cách điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trong phòng thang máy. Bảo tòa Mobifone, phòng nguồn điều khiển thang máy đặt ở tầng mái, bao gồm 4 hố thang, kèm theo đó là những thiết bị thang máy để thang hoạt động tốt. Phòng nguồn điều khiển gồm nhiều thiết bị tỏa nhiệt lớn cộng với thời tiết ngoài trời nóng ảnh hưởng tới các thiết bị vận hành thang máy, dẫn đến nguy cơ chết thang. Chủ đầu tư đã cho lắp các hệ thống điều hòa giải quyết vấn đề về nhiệt độ để đảm bảo nhiệt độ luôn ở mức phù hợp, thang máy hoạt động tốt. Theo từng địa điểm mà ta điều chỉnh điều hòa hoạt động tốt và tiết kiệm, ở phòng thang máy tòa Mobifone sử dụng 2 cây điều hòa 48.000 BTU, do vậy mức tiêu thụ điện cũng khá lớn. Để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm, ban ngày số lượng người sử dụng nhiều và cộng với thời tiết ngoài trời nóng, ta bật điều hòa sớm khoảng 6 giờ. Khi hết giờ làm việc ít người sử dụng thang máy, ta có thể tắt bớt điều hòa để giảm năng lượng, giúp điều hòa có thời gian nghỉ khi đã hoạt động nhiều giờ. Vừa rồi tôi đã trình bày cách điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trong phòng thang máy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.